nay, Chủ nhật 8 tháng Giêng dương lịch 2012, bản tin Hoa Thịnh Đốn chúng tôi chào mừng quý khán thính giả đến với chương trình. Mở đầu với bản tin phân tích cuối tuần, kỳ này nói tới mối quan hệ của Hoa Kỳ với thế giới Ả Rập. Hoa Kỳ chỉ gây được ảnh hưởng trong thế giới Ả Rập từ cuối thế kỷ thứ 20. Mối quan hệ ngày càng khăng khít do nhu cầu chiến lược, an ninh, thương mại, tài chính. Quan hệ giữa Hoa Kỳ và Ả Rập thay đổi rõ ràng sau khi Hoa Kỳ đổ quân vào Iraq năm 2003 và cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập từ đầu 2011. Dòng Sunni chiếm 90%, dòng Shiite 10% trong số 1 tỷ 6 người, tương đương 23% dân số trên thế giới. Hai dòng này đã đối chọi nhau hàng bao thế kỷ, kể cả xung đột đẫm máu triền miên. Iraq với 20% Sunni của Tổng thống Saddam Hussein đã cai trị 60% Shia và 20% người Kurd bằng bàn tay sắt và tham vọng bá chủ Trung Đông, nên xảy ra cuộc chiến 8 năm với Iran, làm hai bên chết hơn 1 triệu người. Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush đã đánh mất thế cân bằng chiến lược trong thế giới Ả Rập khi xua quân vào Iraq, dựa theo các nguồn tin từ nhóm Shia Iraq ở hải ngoại, nhằm xây dựng một chế độ dân chủ kiểu mẫu tại Trung Đông. Những nguồn tin tưởng chừng rất giá trị lại không chứng thực được sau khi Hussein bị lật đổ, khiến chính quyền Bush phải điêu đứng trước dư luận quốc tế và trong nước. Chính quyền George W. Bush đã ép Sunni và Shia hòa giải, chia quyền vào cuối năm 2007 và chấm dứt chiến tranh khi ký thỏa ước rút quân khỏi Iraq vào ngày 31 tháng 12, 2011. Tổng thống Barack Obama thực hiện việc giải chiến theo từng bước quy định trong thỏa ước. Thế nhưng Thủ tướng Nouri al-Maliki thua phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 3, 2010 mà không chịu để cho cựu Thủ tướng Ayad Alawi thành lập nội các. Maliki ve vãn và được Iran gây áp lực buộc các nhóm thuộc dòng Shia ủng hộ để giữ nguyên ghế. Theo đà giải chiến của Hoa Kỳ, các nhóm dân quân mọc lên như nấm để giành giật quyền lực. Thủ tướng Maliki đề nghị quốc hội giải nhiệm phó thủ tướng và tống chát bắt phó tổng thống đều thuộc dòng Sunni, làm dấy lên nhiều vụ khủng bố liên hoàn nhắm vào dòng Shia. Mớ bòng bong Iraq ngày càng rối, ảnh hưởng của Hoa Kỳ phai nhạt theo thời gian, trong khi Tehran nhận nha tóm cả phần hồn lẫn xác của chính quyền Iraq. Saddam Hussein không còn, Iran mất một kỳ phùng địch thủ, nên rảnh tay dồn nỗ lực hiện đại hóa lực lượng quân sự, chế tạo phương tiện chiến tranh, tài trợ cho các tổ chức chống Israel như Hezbollah ở Lebanon, Hamas của Palestine theo chủ thuyết quét sạch Israel khỏi quả địa cầu. Được sự che chở của Nga và Trung Quốc, nên Tehran làm thất bại 4 nghị quyết cấm vận của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc liên quan đến các chương trình nguyên tử của Iran. Dự thảo nghị quyết cấm vận thứ 5 không thể đi qua bản giấy của Trung Quốc và Nga tại Hội đồng, nên Tổng thống Obama quyết định đơn phương cấm vận tài chính đối với Iran. Tehran bèn mở cuộc tập trận hải quân 10 ngày đã chấm dứt vào ngày 2 tháng Giêng dương lịch và dọa khóa eo biển Hormuz nếu Tây Phương áp đặt lệnh cấm vận sẽ có hiệu lực dược. Nếu Tây Phương áp đặt lệnh cấm vận sẽ có hiệu lực vào giữa năm nay. Tư lệnh Hải quân Iran cảnh cáo hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ là không nên trở lại eo biển Hormuz. Washington tuyên bố có nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho hải lộ thông qua eo biển này phù hợp với luật pháp quốc tế, nên không lùi bước. Lời đe dọa của Tehran khó thành sự thực mà chỉ nhằm kiếm phiếu cho cuộc bầu cử vào tháng 3 2012 cũng đã nâng Iran ngang cơ với Hoa Kỳ. Một số đồng minh chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế của Hoa Kỳ tại Bắc Phi và Trung Đông đã bị mùa xuân Ả Rập quét đi. Tổng thống Zine Ben Ali đã phải lưu vong sang Ả Rập Saudi, đang bị tân chính quyền Tunisia đòi dẫn độ về nước. Tổng thống Hosni Mubarak từ chức, trao quyền cho Hội đồng Quân sự Tối cao Ai Cập, đang bị buộc tội tử hình. Các đảng thoát thai từ đạo hồi chiếm khoảng 70% phiếu bầu, sẽ lấy luật Sharia làm nền tảng xây dựng xã hội Ai Cập và có thể hủy bỏ Hiệp ước Hòa bình giữa Ai Cập và Israel ký từ năm 1979. Tổng thống Ali Saleh của Yemen đồng ý từ chức, đổi lấy việc miễn xét xử theo thỏa hiệp
với các đồng minh Ả Rập và Hoa Kỳ, nhưng phe chống đối nhất quyết đòi đưa ra tòa. Saleh chưa chịu lui về phía sau, trong khi Washington không muốn cấp chiếu khán chữa bệnh cho ông tại Hoa Kỳ. Lợi dụng tình trạng xáo trộn vì mùa xuân Ả Rập mà tổ chức Al-Qaeda đã chiếm giữ được một số địa phương. Bên Libya thì lãnh tụ không ngai Muammar Gaddafi đã bị lật đổ và sát hại do Anh, Pháp, Hoa Kỳ và NATO nhân danh thi hành nghị quyết 1973 đã phá hủy toàn bộ guồng máy quân sự của Libya và yểm trợ tối đa cho quân nổi dậy đến thành công. Tân chính quyền đã được thiết lập trên toàn cõi Libya, nhưng các nhóm dân quân vẫn hoạt động như những sứ quân hùng cứ khắp nơi. Nguy cơ nội chiến đang rình rập nếu các sứ quân không chịu giao nộp vũ khí và khép mình trong quân đội thống nhất. Syria chìm đắm trong cuộc đàn áp dã man của Tổng thống Bashar al-Assad suốt 9 tháng qua, khiến hơn 5.000 người thiệt mạng. Xứ này đang rơi dần vào nội chiến. Chính quyền Damascus chấp nhận điều kiện rút quân đội khỏi khu dân cư, thả tù chính trị, đàm phán với phe chống đối do Liên đoàn Ả Rập áp lực, nhưng với 100 quan sát viên quân sự rất khó ngăn cản thủ đoạn đàn áp của Assad. Gia tộc Assad cầm quyền 40 năm dựa vào phái Alawite thuộc dòng Shia vẫn không muốn sụp đổ, trong khi dòng Sunni thành lập quân đội giải phóng để kết hợp với đấu tranh bất bạo động có thể dẫn tới nội chiến. Ban đầu, chính quyền Obama ra sức khích lệ mùa xuân Ả Rập như một giải pháp dân chủ hóa, nhưng đã khựng lại khi làn sóng này tràn tới và bị dẹp tan tại Ả Rập Saudi, Jordan, Bahrain, Qatar, Tiểu Vương quốc Ả Rập và Oman. Mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và thế giới Ả Rập thường tập trung trong các lĩnh vực chiến lược toàn cầu, quân sự, chính trị, kinh tế mà lãng quên hoặc coi nhẹ yếu tố tôn giáo. Tất cả các quốc gia Ả Rập đều xây dựng trên nền tảng tôn giáo, không dựa vào yếu tố chủng tộc hoặc chính trị, nên dù với một chính quyền thế tục vẫn phải chịu áp lực tôn giáo rất nặng nề. Hồi giáo dựa trên căn bản độc thần nên dễ chấp nhận độc tài, độc tôn, độc đoán, bất dung hơn là hòa giải, hòa hợp trong tinh thần dân chủ phổ cập. Văn hóa phương Tây chỉ như một làn gió nhẹ trong môi trường nóng bức và ngột ngạt của xã hội Hồi giáo truyền thống. Vì vậy, rất khó lật đổ chính quyền độc tài Hồi giáo bằng bạo lực. Tổ chức huynh đệ Hồi giáo tại Ai Cập và Syria đã không lật đổ được chính quyền thế tục vì bị đàn áp dã man nên phải tuyên bố từ bỏ bạo lực vào năm 1970. Sức mạnh tôn giáo của huynh đệ Hồi giáo làm cho các chính quyền thế tục e dè nên cấm tham gia hoạt động chính trị. Huynh đệ Hồi giáo khắp nơi đã lấy công tác xã hội để xây dựng sức mạnh chính trị nên quyết sử dụng vũ khí hợp pháp qua cuộc bầu cử tự do để được viết lại hiến pháp chịu sự khống chế của luật Sharia. Như thế, huynh đệ Hồi giáo sẽ lập nên chính quyền thế tục trung thành với văn hóa truyền thống đạo Hồi và thi hành nghiêm ngặt luật Sharia. Khó tin các tân chính quyền ở Tunisia, Ai Cập, Libya, Yemen quyết tâm xây dựng và hoàn thiện thể chế dân chủ vì luật Sharia đã tước đoạt mọi loại quyền dân sự, chính trị được Liên Hiệp Quốc công nhận. Trong tương lai, Hoa Kỳ chẳng những mất dần ảnh hưởng mà còn phải lo đối phó với các chính quyền thiếu thân thiện trong thế giới Ả Rập. Vừa rồi là bài phân tích và nhận định về mối quan hệ của Hoa Kỳ với thế giới Ả Rập. Tiếp đây, mời quý vị theo dõi phóng sự sinh hoạt cộng đồng. Kính chào quý vị, hôm nay chiều 30 tháng 12 năm 2011, chúng tôi đang có mặt tại thành phố Atlanta để tưởng trực cùng quý vị đêm thắp nến cầu nguyện cho Thái Hà và phong trào đòi công lý cho Việt Nam do cộng đồng Georgia tổ chức. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Bên trong hội trường, chúng tôi đã thấy có đầy đủ các vị đại diện tôn giáo, chủ tịch cộng đồng, chủ tịch tổng hội sinh viên Georgia, đồng hương tại Atlanta và một số quý vị đến từ Greenville, South Carolina. Đặc biệt, ban tổ chức đã mời hai diễn giả và nhạc sĩ đấu tranh Hoàng Tùng đến từ Houston. Diễn giả thứ nhất, Linh Mục Đinh Xuân Long đến từ North Carolina, lược qua tình hình tranh đấu của các linh mục và giáo dân Thái Hà từ 4 năm nay, để thấy rằng Thái Hà thật can đảm
đã vượt qua sự sợ hãi, vì đây là cuộc đấu tranh cho chân lý, đòi hỏi công lý, nhân phẩm và sự thật. Cuối cùng, diễn giả kêu gọi. Ngọn lửa của Cánh Hà đã thắp sáng ở đây. Chúng ta đừng có sợ hãi nữa. Xin đừng ngồi trong bóng tối của sợ hãi. Xin đừng tiếp tục ngồi trong bóng tối của gia đình, của này nọ. Nhưng mà xin thắp lên một ngọn lửa của Cánh Hà. Đó là ngọn lửa của niềm tin, ngọn lửa của quê hương. Chúng ta cần thắp lên và truyền cho nhau để chúng ta tiếp tục sống trong hy vọng. Nếu chúng ta cầm nhìn, bảo quyền cộng sản Hà Nội sẽ tiếp tục đàn áp những người dân lành, anh chị em của chúng ta, những tín hữu, những người Công giáo và những các tín hữu khác tại Việt Nam. Diễn giả thứ hai là mục sư Lê Trung Hậu đã đề cập đến cuộc đấu tranh của đồng bào trong nước, qua đó thấy được cộng sản là kẻ gian ác, dối trá, nên rất sợ tôn giáo, tức là sợ công lý và sự thật. Trong phần cuối, mục sư nhấn mạnh. Cơn bão sẽ phát xuất từ Thái Hà, sẽ chuyển lửa khắp nơi. Mọi tôn giáo đều có phần trách nhiệm. Chúng ta hãy đứng dậy, chúng ta hãy cùng như thế nào. Thái Hà đã chuyển lửa khắp mọi nơi trên toàn thế giới. Nói cho thế giới biết rằng, Việt Nam đang bị đánh, cầm quyền cộng sản Việt Nam đang áp tôn giáo. Việt Nam không có nhân quyền, Việt Nam không có quyền con người. Việt Nam đang sống trong lòng ta. Thưa quý vị, nhân dịp này chúng tôi cũng được gặp bà chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Georgia. Thưa bà, xin bà nói qua về tổ chức của cộng đồng Georgia và việc tổ chức đêm thắp nến hiệp thông với Thái Hà hôm nay như thế nào ạ? Vâng, trước hết tôi xin được hân hạnh tự giới thiệu, tôi là Đặng Kim Hạnh, là chủ tịch của cộng đồng Việt Nam Georgia. Và những cái sinh hoạt chính của cộng đồng Việt Nam Georgia là luôn luôn tìm những điểm phúc lợi rồi đến cho đồng hương của chúng ta. Qua những các lớp học như Việt ngữ, Anh văn, vi tính, tài chi, vân vân. Tuy nhiên, chúng ta luôn luôn cũng có những cái mối quan tâm, và một trong những mối quan tâm nhất hiện nay đó là những cái vấn đề mà giáo dân Thái Hà đang phải chịu trải qua. Và đầu tối nay tổ chức cái đêm thắp nến để chúng ta cùng cầu nguyện, và với cái sự đóng góp rất đông đủ của đồng hương ngày hôm nay, một cái buổi rất là thành công, và qua nhờ đó chúng tôi cũng đã xin tất cả những đồng hương ký vào những cái bản thành nguyện, chúng tôi có thể đệ trình lên cho cái giới chức của Hoa Kỳ. Xin cảm ơn bà. Đêm thắp nến hiệp thông với Thái Hà được kết thúc hồi 9 giờ đêm sau phần văn nghệ tranh đấu. Phạm Bá Hân tường trình từ Atlanta. Xin cảm ơn quý vị và kính chúc quý vị năm mới đầy an bình và hạnh phúc. Đến đây, mời quý vị nghe phần thông báo và quảng cáo thương mại. Sau đó, chương trình sẽ tiếp nối với bài tìm hiểu về dịch vụ tài chính.